Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 14 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh trong quý 2 năm 2023 và trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tỉnh ủy về công tác phòng chống tội phạm, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên trách trong công tác phòng chống tội phạm, thực hiện quy định của Đảng và trách nhiệm nêu gương, đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn trong công tác phòng chống tội phạm, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập của người dân, rà soát khắc phục những thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, không để tội phạm lợi dụng hoạt động tội phạm, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng thực chất, tiếp cận các nhóm đối tượng nguy cơ cao, địa bàn thường xuyên xảy ra tội phạm vi phạm pháp luật, làm tốt công tác nắm tình hình, thực hiện quyết liệt các giải pháp giảm tội phạm. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, ngay từ đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp các ngành các địa phương chủ động thực hiện các nội dung cải cách hành chính. Những tháng đầu năm 2023, công tác cải cách hành chính của tỉnh đã đạt một số kết quả, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm biên chế công chức viên chức giai đoạn 2015-2021 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, tăng cường thực hiện văn hóa công sở, tập trung chỉ đạo điều hành giải quyết công việc ngay từ đầu năm, đảm bảo đúng tiến độ. Các sở ngành địa phương nghiêm túc thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân. Kết quả quý 1 năm 2023, toàn tỉnh tiếp nhận 88.424 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích 4.453 hồ sơ, tiếp nhận trực tuyến 72.900 hồ sơ, đã giải quyết 78.517 hồ sơ, đạt tỷ lệ 88,8%. Đến nay, tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã, hệ thống đường huyện trên địa bàn huyện Cao Phong đạt 100%, đường xóm khu dân cư đạt 80%. Năm 2023, huyện phấn đấu đầu tư nhựa hóa, bê tông hóa khoảng 16,5 km các tuyến đường trên địa bàn huyện với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 130 tỷ đồng. Đồng thời rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Xây dựng đề án phát triển giao thông nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025. Đầu tư nâng cấp mở mới tuyến đường Bắc Phong Thung Nai giai đoạn 2, đường Hợp Phong, đường Tân Phong, Đông Phong, Xuân Phong, Tân Phong, lồng ghép các nguồn vốn để phát triển giao thông nông thôn gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn theo cơ chế dân làm nhà nước hỗ trợ nhằm nâng cao tỷ lệ cứng hóa mặt đường giao thông. Đến hết quý 1, tổng dư nợ các chương trình tín dụng theo nghị quyết số 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 277,3 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện với các chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm dư nợ 150 tỷ đồng cho gần 3.000 khách hàng. Dư nợ cho vay nhà ở xã hội đạt 112 tỷ đồng cho hơn 320 khách hàng. Dư nợ cho vay học sinh sinh viên mua máy tính thiết bị học tập trực tuyến 8,8 tỷ đồng cho hơn 1.000 khách hàng. Cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập 0,8 tỷ đồng, cho vay chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 5,6 tỷ đồng. Việc triển khai kịp thời các chương trình tín dụng theo nghị quyết số 11 của Chính phủ đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong quý 1 năm 2023. Ngày 13 tháng 5 tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Đoàn Hòa Bình, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã tổ chức Ngày hội Thanh niên Công nhân và Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác năm 2023. Tại Ngày hội, tỉnh Đoàn Hòa Bình, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã khen thưởng 10 thầy thuốc trẻ tiêu biểu giai đoạn 2019-2023, tặng 20 suất quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tặng 10 xe đạp cho con thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 20 triệu đồng.
Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Hòa Bình đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 thanh niên công nhân và nhân dân trên địa bàn huyện Lạc Thủy. Đây là hoạt động được tỉnh đoàn Hòa Bình, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức thường niên vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác nhằm tăng cường đoàn kết, tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ trong các hoạt động tại cộng đồng, từ đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và uy tín của tổ chức hội đối với thanh niên và xã hội, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhân dịp này, tỉnh đoàn Hòa Bình đã khai mạc giải bóng đá nam thanh niên công nhân, tuyên truyền hỗ trợ thanh niên công nhân và nhân dân cài đặt sử dụng ứng dụng VSID, VNEID. Thưa quý vị và các bạn, khu rừng Trò thuộc xóm Nhuội, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy là một trong những khu rừng nguyên sinh đã và đang được địa phương, ngành kiểm lâm tích cực quản lý và bảo vệ. Bảo vệ rừng nguyên sinh là bảo vệ nguồn nước, môi trường sinh thái, đồng thời lưu giữ các loại lâm sản quý, các loại cây thuốc quý cho địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Khu vực rừng Trò thuộc xóm Nhuội, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy đã có từ rất lâu đời. Tổng diện tích khu vực rừng Trò 100 ha, trong đó khu vực thung lũng có cây trò khoảng 14 ha với 12 cây trò có đường kính lớn. Đây là rừng nguyên sinh có hệ thực vật phong phú với nhiều loại gỗ hiếm như nghiến, sấu cùng các loại cây dược liệu quý và đa dạng. Nhiều năm nay, khu vực rừng Trò được huyện Yên Thủy đưa vào diện bảo vệ nghiêm ngặt để làm tốt công tác bảo vệ phát triển rừng. Cấp ủy chính quyền xã Đa Phúc cùng các ngành đoàn thể, lực lượng kiểm lâm huyện luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, xây dựng quy ước, quy chế phối hợp bảo vệ rừng, tổ chức ký cam kết với các hộ dân, đồng thời thành lập các tổ bảo vệ rừng, thường xuyên tổ chức tuần tra, nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện hành vi xâm hại tài nguyên rừng trái phép. Nói chung là trong cái xã Đa Phúc mà không có chỗ nào mà có cái thung, có cái rừng cây như này. Em thấy đây là thấy cái nghề đáng quý và tuyên truyền vận động bà con dân thì cũng rất là hiểu rồi. Giờ người ta hàng năm thì người ta đi chủ yếu là bà con dân người ta đi rừng người ta bảo vệ tốt. Còn cái đứng mà cái trực tiếp hàng ngày thì chủ yếu là bà con dân đi. Bây giờ bà con nhân dân đang nhận thức rõ rồi, đây là bảo vệ rừng, là bảo vệ nguồn nước, là nguồn sống cho bà con dân. Tất cả trong xóm là nguồn nước thì chính ở đây mà, ở cái thung này, nó chảy ra. Các cây trò tại xóm Nhuội, xã Đa Phúc được Hạt Kiểm Lâm huyện Yên Thủy đưa vào danh sách cần bảo vệ nghiêm ngặt. Cùng với triển khai các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, Hạt Kiểm Lâm Yên Thủy cũng tích cực đẩy mạnh công tác phối hợp với địa phương, nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng, nhất là bảo vệ rừng nguyên sinh, đối với môi trường sinh thái. Bảo vệ rừng cũng sẽ cung cấp nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân địa phương, chống sạt lở, lũ bão. Rừng cũng cung cấp các loại lâm sản quý, lưu giữ các loại cây thuốc, sản phẩm tự nhiên cho cộng đồng dân cư. Ngoài ra, cây cổ thụ là tài sản của cộng đồng, có giá trị văn hóa tại địa phương. Đối với khu vực rừng này, đối với khu vực sinh thái về cái tiểu hiệu nói riêng, thì cũng như là các cái diện tích rừng tự nhiên nguyên sinh và thứ sinh nói chung, thì cái khu vực rừng tự nhiên ở đây là có một tác dụng rất là lớn đối với môi trường sinh thái. Thì trước hết thì cái khu vực này là cái thảm thực vật là rất là phong phú, do đó là cái điều hòa khí hậu cũng là rất là tốt. Thứ hai là cái bảo vệ cái môi sinh môi trường cũng như là giữ nguồn nước cho bà con nhân dân ở nơi đây. Xác định tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng, Đảng ủy chính quyền xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy đưa công tác này vào nghị quyết phát triển kinh tế xã hội hàng năm, đẩy mạnh tuyên truyền luật bảo vệ và phát triển rừng nói chung và khu rừng Trò nói riêng đến nhân dân thông qua các cuộc họp thôn xóm. Bên cạnh đó, xã Đa Phúc cũng thành lập các tổ bảo vệ rừng, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng, tự bảo vệ rừng. Nhờ đó, nhiều năm qua, diện tích rừng nói chung, các loại lâm sản quý, cây gỗ lâu năm tại xóm Nhuội và trên địa bàn xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy luôn được giữ gìn và bảo vệ. Thưa quý vị và các bạn, mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng dương trên cao ấm áp. Trái tim mẹ tựa như biển trời, là nơi chốn quay về bình yên. Những ca từ ấy đã thay lời những đứa con bày tỏ tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn vô hạn với người đã sinh thành và dưỡng dục mình. Hãy dành từng phút từng giây mình có để ở bên mẹ mỗi ngày. Và ngày hôm nay là một ngày đặc biệt để tất cả chúng ta cùng nghĩ về mẹ, ngày của mẹ.
mỗi con đường tôi đã đi qua đều có hình bóng của mẹ. Dù vui dù buồn, tôi luôn tự hào với bạn bè của mình vì có người bạn thân là mẹ. Đây chính là những lời văn của em Bùi Quốc Tuấn khi viết về mẹ của mình. Bố Tuấn là nhân viên làm việc ở cây xăng, có những ngày phải đi trực 1 đến 2 ngày mới về, không có thời gian ở bên gia đình nhiều, nên mẹ luôn là người đồng hành chăm sóc cho em nhiều hơn. Vì thế, mỗi ngày Tuấn và chị gái luôn cố gắng học tập, phụ giúp mẹ thật nhiều việc. Mẹ đã đưa em đi đảo Ngọc Xanh và đi bể bơi. Lúc nào em ốm, mẹ đã chăm sóc em và yêu và bên cạnh em. Để đáp lại tình cảm với mẹ, bản thân em sẽ cố gắng học thật giỏi và yêu thương mẹ hơn ạ. Khi nhắc đến mẹ, ai trong chúng ta cũng đều nghĩ đến tình mẫu tử thiêng liêng, đến người phụ nữ đã dành gần như trọn vẹn cả cuộc đời để chăm sóc và nuôi dưỡng ta bằng tình yêu thương chưa bao giờ cạn. Mẹ đã quên đi bản thân mình, dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Và tình yêu mà mẹ dành cho con chính là sức mạnh giúp mẹ vượt qua bao bão giông của cuộc đời, nâng bước con trưởng thành. Bản thân mình là một người bố mẹ đã trưởng thành và mình cũng muốn làm chỗ dựa vững chắc cho con sau này để con yên tâm này, học hành này, có công ăn việc làm ổn định. Mong cho các con sau này là sẽ trưởng thành này, học tập tốt này, với cả là mong các con sẽ phụ dưỡng công nuôi dưỡng của bố mẹ thật tốt. Từ những ngày đầu tiên đón con đến bên cuộc đời, mẹ đã dành những gì quý giá nhất cho con, nâng niu từng phút giây bên con, chăm cho con từng bữa ăn giấc ngủ. Mẹ vui với từng nụ cười, tiếng bập bẹ của con, lo lắng với từng tiếng khóc nhỏ. Mẹ là người dìu con những bước đi đầu tiên, dạy con biết vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Với mẹ, dù khôn lớn, con mãi bé nhỏ như thiên thần. Mẹ chính là hơi ấm yêu thương, thắp sáng và giữ ấm cho ngôi nhà, nơi dù hạnh phúc, thành công hay khó khăn thất bại, con đều có thể trở về trong bàn tay mẹ. Bản thân tôi làm sao vun đắp cho gia đình cho nó hạnh phúc, gia đình mình nhiều có kỷ niệm, khoảnh khắc gia đình với nhau. Tôi mong muốn các con, các cháu trong gia đình lớn lên cho nó khỏe mạnh và hạnh phúc cho gia đình cho mình. Con nợ mẹ một lời tạ ơn, cả cuộc đời mẹ dành cho con. Có lẽ chẳng thể nào trả mẹ được hết công lao sinh thành. Những ca từ này đã thay những đứa con bày tỏ lòng biết ơn với mẹ. Không có gì ý nghĩa hơn là hãy dành thật nhiều thời gian ở bên người đặc biệt thiêng liêng ấy. Mẹ yêu. Thành phố Hòa Bình tăng cường quản lý đô thị, quản lý đất đai trên địa bàn. Chi tiết về nội dung này sẽ có trong chương trình thời sự 19h45 phút tối ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình, khu vực thành phố Hòa Bình, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực phía Nam tỉnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phía Tây tỉnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ.